trà giống bạn ơi. Hầu hết các cái cây trà giống ở đây thì là các cây thâm hồng bát diện ạ. Nó có chiều cao khoảng tầm 30. Có những cây thì cao hơn. Đặc biệt là cái lứa trà này là cũng khá đẹp. Có rất là nhiều các cái cây mà nó thoát thân. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây trà giống ạ, thâm hồng bát diện. Cây cao khoảng tầm 30-35 cm thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé. Số điện thoại là một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Nếu như bạn bạn mua buôn thì bạn gọi cho mình số là 097 797 3535 bạn nha. Cây rất đẹp ạ. Ngoài cái trà giống này thì nhà mình còn có các cái cây trà choai ấy mà đã 3 4 5 tuổi đang có nụ rất là đẹp rồi để chơi Tết năm nay. Các màu hoa luôn ạ. Màu trà thâm hồng bát diện này, trà lựu này, trà cung đình này, trà bạch. Trà thơm, rất nhiều các loại trà. 097 797 3535 bạn ạ. Cảm ơn các bạn nha.